Vì con còn đi làm và đi học, về đến nhà có khi rất mệt nên đôi lúc sự thực hành thiền của con có sự lui sụp. Con xin sư chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của sư để đối trị sự giải đãi. Thưa quý vị đó, để mà chúng ta tăng trưởng cái sự tinh tấn nó có nhiều lắm. Mà cái quan trọng là quý vị có chịu làm hay không nè. Chứ còn nói tới nói lui mà không làm cũng vậy. Đó là gì? Đầu tiên á, mình nghĩ tới cái hậu quả của nó. Thí dụ như bây giờ thân người khó được, chánh pháp khó nghe, huống chi là sự thực hành giáo pháp. Và bây giờ mình cứ buông lung như vậy, rồi bây giờ mình chết mình đi lên đi xuống. Đấy. Một ngày mình tạo phước được bao nhiêu, nó cho mình không nhiều, không có nhiều, mà mình phước mình tạo không có nhiều mà phước mình phá thì nó bao la. Đấy. Thì như vậy á, mình đã chuẩn bị cái gì cho cái hành trang của mình hay chưa? Rồi nghĩ đến hậu quả của nó, rồi nghĩ cái ân đức của Đức Phật. Phật đã tu vô lượng kiếp, ngài đã hy sinh thân mạng của ngài, máu ngài đổ còn nhiều hơn bốn biển. Đáng lẽ ra ngài đã có thể đi một mình nhưng ngài không. Ngài lo cho mình, ngài vì mình mà ngài tiếp tục ngài hy sinh. Để chi vậy? Để tìm giáo pháp để đem cho mình. Rồi mình thực hành cái kiểu mà ầu ơ ví dầu như vậy, mình có xứng đáng để mà gọi là mình nương nhờ ngài hay không? Xứng đáng gọi ngài là bậc từ phụ, xứng đáng gọi ngài là thầy hay không? Rồi mình cứ suy nghĩ. Rồi một mai đây đó, nằm trên giường chết đó, thì tăng tục cũng như nhau. Rồi khi đó đó, mình lấy cái gì là chỗ tựa nương cho mình, nghĩ về đời sau kiếp khác. Ngoài ra đó, quý vị còn có thể là chọn cho mình những cái ngày, ví dụ những ngày Bắc Quan, quý vị đến chùa tu tập. Tức là sao? Gần gũi chư tăng, gần gũi tam bảo. Ở nhà đó nó có đủ chuyện để mà quý vị lơ là, thì ráng dành ra một ngày, ví dụ như một tuần một bữa hoặc là một tháng hai ngày đó, đến chùa để tu tập. Đến chùa để tu tập thì như vậy ít nhất á, là mình cũng sư tạm gọi vui, đó là mình sạc điện lại cho mình. Lâu quá về đời đời đánh cho bầm dập thì mình kém tu đấy, mình hết pin thì vào chùa để nó sạc pin trở lại. Cho nên là nên gần gũi với Tam Bảo để cho nó sạc pin lại nha, để cho nó siêng. Ngoài ra đó thì nên tham dự, nên dành ra những cái lớp mà giáo lý. Để chi? Bởi vì có những khi mình không có sẵn sàng để mình ngồi nhưng mà mình sẵn sàng để mình nghe, thì quý vị mở mở kinh đó, mở giáo lý mà nghe ra rã như vậy đó, thì có đôi khi thì nó cũng duy trì được cái lòng đạo của mình, cái đạo tâm của mình, nó cũng có thể nó duy trì được cái đạo tâm đấy. Và nó rốt ráo hơn nữa thì xin thưa là chỉ có nước đi tu thôi quý vị. Nhắm mà lười quá thì chỉ có nước đi tu, nhắm ở nhà tu không nổi thì vào chùa tu. Đấy, nhắm làm tại gia cư sĩ không nổi thì cứ vào chùa làm tu sĩ. Thì đó là những cách để mà đối trị lại với cái sự giải đãi của mình ha.